Shop hàng Nhật mới và công nghệ Nhật.vn xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người một chiếc nồi cơm điện dung tích 1 lít của hãng Yudioshi, cao tầng áp suất, và đặc biệt là nó có cái gam màu hồng như thế này, rất là dễ thương, màu vô cùng dễ thương. Cái nồi này mà làm món quà các anh chồng tặng các chị vợ thì thôi, hết nước chấm luôn, mang gam màu rất đẹp, rất là nữ tính. Đấy, mua tặng cho chị vợ 8 tháng 3 thì 4 tháng 2 thì vô cùng hợp lý. Thì đó là một chiếc nồi của hãng Yudioshi, một chiếc nồi mình hãng gọi là vua đầu bếp bên Nhật. Chiếc nồi này có đời là 2016 và các chi tiết bên trong thì mới, rất là mới luôn. Ròn rất là xanh. Nhìn như tưởng mọi người tưởng là hàng mới luôn đấy chứ. Tất cả các chi tiết rất là mới, không một vết ố. Cái nồi này có thể được gọi là đẹp hơn cả 95%. Như nồi mới luôn. Đây các chi tiết này. Đấy, không có một vết ố vàng nào cả. Kể cả cái nắp mà ở trên sắt. Đây. Cái răng ở trong này rất là mới luôn, rất là xanh. Đấy, thì chứng tỏ là cái nồi này người ta ít xài thì cái công thì cái chức năng nấu nó mới bình thường được. Đây, chúng ta cùng xem cái son ở bên trong. Son mạ platinum nha mọi người. Cái son này rất là được yêu thích luôn đấy. Tụi em nhập về bán bao nhiêu là hết bấy nhiêu luôn. Son platinum mọi người rất ưa luôn. Đấy. Ở bên trong này không xước gì luôn, nhìn mọi người nhìn kỹ này, thấy như mới, không có một vết xước luôn. Một cái nồi mà rất đẹp như thế này, màu hồng mà mới đến 95 trên 95, cái tầm 97-98% ấy, rất đẹp. Thì ngoài bề ngoài cái này, chúng ta sẽ có chức năng bên trong là nấu cao tầng áp suất, thì nấu cao tầng, nấu bằng cái lõi từ ấy, thì cơm là nóng nhanh, được đảo đều, hạt gạo nấu nở rất nhiều. Thì cái công nghệ này rất nhiều nồi Nhật đã sử dụng rồi, người ta rất ưa chuộng cái xài công nghệ này. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có thêm công nghệ, đó là công nghệ áp suất. Khi mà nấu thì nó sẽ khóa lại và dùng áp suất để làm cho nước nó sôi hơn, làm cho cơm nó ngọt hơn, mềm hơn, chúng ta ăn dễ tiêu hóa hơn. Thì ở trên chức năng này chúng ta sẽ nấu được các loại gạo như là gạo lứt, gạo trắng này, gạo lứt này, gạo không vo này. Thì tùy chúng ta ấn thì chúng ta sẽ lựa chọn các cách nấu khác nhau, có nấu dẻo, nấu nhanh, nấu ngon, nấu hơi dẻo. Đấy, chúng ta tùy chọn được. Tất nhiên rồi, tụi em sẽ tặng kèm một bản dịch như thế này. Đấy, tất cả các chức năng gì đầy đủ đây. Chúng ta chỉ cần bấm chọn gạo và bấm các chức năng như là hướng dẫn đây và xài thôi, bắt đầu nấu là được. Hoặc chúng ta có thể có chức năng hẹn giờ, chúng ta giữ ấm các thứ nữa. Thì nói chung là nồi của Nhật mà, nhiều, rất nhiều công nghệ. Nhưng mà điểm đặc biệt cái nồi này đó là một cái nồi rất là nữ tính, màu rất là đẹp. Ta tặng quà cho vợ hay là để trang trí cho nhà bếp thì quá tuyệt vời. Công suất của chiếc nồi sẽ là 1250W và điện áp đầu vào là 100V. Và khi mà nếu các bạn mua hàng thì ta sẽ được có cái nồi là đầu tiên rồi này, chúng ta sẽ được miễn phí giao hàng, như là chúng ta sẽ tặng một bản mặt trịch full chức năng như này. Nhớ nha, miễn phí giao hàng nhé. Bạn đặt bản mặt trịch full chức năng như này để chúng ta có thể sử dụng tiện lợi hơn. Và nếu như bạn quan tâm và chúng ta muốn mua hàng thì hãy click vào link của hàng Nhật mới.vn để chúng ta có thể đặt mua chiếc nồi này ngay tặng cho vợ mình. Chiếc nồi quá đẹp, chiếc nồi màu hồng như thế này quá nổi tiếng, gam màu này ít thấy lắm mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem, nhớ click vào link mua hàng nhé.